Hello mọi người nha, thì hôm nay mình mới đập hộp được em iPhone 14 Pro Max. Thì theo thông tin của hãng thì con iPhone này trong nước. Thì hôm nay nhân tiện vừa đập hộp xong cũng như là đi rừng, này mình sẽ review cái con này nhúng xuống dưới dòng nước của suối nha. Đây, hôm nay là rửa này, đó, rửa iPhone 14 Max nè. Đây, giờ mình sẽ nhúng nước trong vòng khoảng tầm 5 tới 10 phút. Nói chung khi nào kết thúc clip thôi nha mọi người. Đây, để ốp luôn nha chứ mắc công tháo ra mệt quá. Giờ mình sẽ nhúng nước cho mọi người xem nha. Nếu mà vô nước thì đem đổi lại cái khác nha mọi người. Này, đó. Rồi điện thoại vô nước rồi, ngập nước luôn. Điện thoại mới mua cho nên nó hơi dơ một xíu cho nên là mình phải rửa. Rửa và rửa xong. À, mình rửa trên dòng sông luôn này. À, mọi người thấy không? Nguyên một đại gia đình đi xem mình review dễ té vậy con. Review một cái điện thoại iPhone 14. Đang kỹ rồi. Này. Anh em nếu mà vô nước thì mình được phép đổi trong vòng 30 ngày. Một đổi một. Thông tin như thế nào thì phải y như vậy nha mọi người. Còn vô nước thì thua. Rồi để lướt coi thế coi còn sử dụng được không. Rồi còn được luôn ha. Nè đó, lướt qua lướt lại. Nước lướt không được. Không, nước thì lướt không được rồi. Tại vì nước nữa. À. Rồi nhúng tiếp đây chứ còn chưa đủ thời gian. Chúc mừng thợ ngâm nước đây. Rồi khu giùm anh. Không được thử bất cứ hình thức nào. Rồi vô bia rửa điện thoại nè. Rửa bằng bia tốn quá cho nên là mình dùng nước của thiên nhiên mình rửa điện thoại luôn cho nó tiện. Bánh tải vô rồi, nghe tiếng chữ bánh tải rồi đó. Nãy giờ nghe vậy không á? Không, lần này chắc chắn. Bên cạnh em đó. Mình vô chế độ quay phim của vô chế độ quay phim nhúng xuống nước luôn nha mọi người. Này quay dưới lòng biển luôn. Mọi người nhớ là điện thoại là phải đập hộp mà new mới dám thử nước nha, chứ còn mà đi mua điện thoại lại mà test như mình thì hư tự sửa. Đây, đem lên vẫn quay phim bình thường. Chưa có lấy nét được, chọt cho nó lấy nét coi. Nước vô phía sau đây rồi cho nên là không có lấy nét được. Nướng đi, nướng đi. Review 4, review 4 5 phút chơi vui coi. Bữa cam nó lắc hạ xuống quay mấy con cá luôn. Ở phía sau dùng cái ốp cho nên là cái ốp này nó bị dính nước cho nên là nó không có lấy nét được. Hả? Rồi không có đu nguyên luôn. Không có đu nguyên luôn hả? Khi nào kết thúc clip thì điện thoại đem lên trên cạn nha mọi người. Ai biết Trang vậy vô mình mà. Quả, nhí đâu? Chị Trang. Đang review điện thoại nhúng nước nè Trang. Đấy. Khi nào hư thì về mua cái mới. Làm gì cả. Nhưng mà không có quyền nha. 5 phút thôi nha mọi người. Lâu quá sợ điện thoại vô nước. Còn cái này ông đem mình cá mà ông cái gì nữa ai chết. Đủ đi mà ông đi mà không. Đập hộp hôm qua, hôm nay rửa điện thoại cho nên là nhúng nước luôn. Review test nước thử coi có thật sự như hãng công bố hay không nha mọi người. Vẫn sử dụng ngon lành, nhẹ nhàng. Đây.
Thôi vô đi. Vô cái nó đi rồi kết thúc clip này. 2 3 vô. Không mà nãy nói rồi. Ai vô đây phải uống bia đó. Mai muốn nó mọc được. 5 phút rồi. Bãi này bữa nay nó cũng tàn rồi. Mùa đi á. Cái này phải pha, mình phải tìm ở chỗ mới. Rồi điện thoại sạch rồi, mình kết thúc clip nha mọi người. Mới chở rồi đó. Nước ở chỗ này. Chở gì vậy? Chở lại mình lá rụng nhiều nè.